đây là một câu chuyện từ biển sâu. Nói về một cô nàng bạch tuộc hay u sầu, lâu lâu khát khao một tình yêu cháy bỏng như nồi lẩu. Một đêm không trăng không sao, nàng đang nằm phè phỡn với những xúc tua của mình tại bờ biển vắng. Từ xa, một chàng cá đuối bơi tới. Đuối chơi với nàng, chơi quá trời chơi. Chơi một hồi đuối quá đuối, nên đuối bỏ đi. Để lại cô nàng bạch tuộc bơ vơ một mình nằm sình lên ở bãi biển. Nàng bạch tuộc tiếp tục buồn bã. Thế là chàng thứ hai xuất hiện, đó là một con cá nóc. Cá nóc có cái đầu chọc lóc, tính tình cọc lóc, đến trêu chọc nàng, chơi với nàng, ăn với nàng một cách no nóc, rồi lại bỏ đi. Nàng tiếp tục bị tổn thương, nàng không còn biết làm gì nữa, chỉ ăn, ăn và ăn mà thôi. Nàng ăn mập như một con heo. Và thế là lúc đó, nàng phát hiện mình đang mang thai và phọt ra hai con cá không biết thuộc dòng giống cá gì. Nàng cũng chẳng biết cha của tụi nó là ai, cá đuối hay là cá nóc. Và thế là bà mẹ đơn thân âm thầm nuôi con và xây dựng một cơ ngơi cho mình. Một resort 1875 sao, một tài sản mà ai ai cũng đều mơ ước. Và đó chính là câu chuyện của nàng bạch tuộc. Xin lỗi, bị bạch tuộc mà. Ta nói xúc tu nó dài quá đi. Cái thứ nhất á mà ở Bình Thạnh là cái thứ hai ở Tuốt Thủ Đức lận. Dạ mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Mẹ biết. Dạ, cho phép tụi con được giới thiệu người mẹ kính yêu của tụi con. Bà là một người mẹ tuyệt vời. Bà là một người mẹ vĩ đại. Bà bạch tuộc luốc. Cái gì mà bạch tuộc luốc? Cứ mỗi lần mà tụi con kêu tên mẹ là mẹ cảm giác như là mẹ không có mặc đồ vậy đó. Đã tuột rồi còn luốc nữa. Mẹ nói với tụi con bao nhiêu lần rồi, làm ơn cho cái chữ nước ngoài cho nó sang giùm mẹ. Yeah. Nghe nè, bạch tuột luyết. Hay không? Dạ. Yeah. Nói lại đi. Đây, bà bạch tuột luyết tuột luốc. Rồi, ở tuột luôn rồi đó. Cổ tâm ghê. Thôi mình bỏ qua cái tên đi mẹ. Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, cho nên chị em tụi con đã bài trí cảnh trí đẹp quá trời mẹ thấy không? Y như đám giỗ mẹ vậy đó. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, chở ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Con lấy cái đích của người khác, con gắn vô cái đầu của người kia rồi đó. Không có liên quan gì hết trơn à. Dạ, con làm lại liền. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bây giờ mới là cái đích của cái đầu hồi nãy. Con hiểu không? Ủa? Sao mà con có cái thú vui là con lấy cái đầu người này cắm vô cái đích người kia vậy? Trời ơi, em không có ăn học gì hết. Không nói bậy nữa bà. Nghe mẹ tổn thương bây giờ. Nghe chị nói là bà nhỏ. Mẹ, con làm thơ cho mẹ nghe nha mẹ. Làm đi con. Còn cha còn mẹ thì hơn. Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đàn đứt dây còn thai còn nói. Mẹ mất rồi con ra tiệm con thai. Cái này nó là tổn thương nè. Trời ơi. Trời đất ơi, tôi đâu phải là ốc vít đâu mà biểu ra tiệm thai. Tôi là con bạch tuộc liếc. Dạ mẹ, con biết rồi, mẹ là bà bạch tuộc liếc. Mẹ ơi, mẹ im đi, sinh nhật của mẹ mà mẹ để tụi con nói đi. Mẹ để cho tụi con ca ngợi mẹ, để cho mọi người biết được công lao của mẹ dành cho tụi con nhiều như thế nào. Rồi biết rồi, tôi biết. Con đấng sinh thành làm con phải nhớ mẹ già như chuối trên cây gió lai mẹ. Tôi con cản là nó nói tôi rụng đó. Trời ơi, tôi là con bạch tuộc, tôi không phải là chuối mà hù cho tôi rụng. Ủa sao tụi con à, bữa nay là sinh nhật của mẹ mà tụi con làm sao mà giống như cầu siêu mẹ vậy hả? Muốn mẹ siêu thoát đi đâu bây giờ? Mà thiệt lỗi cũng tại tôi hết trơn á trời á. Có tiền có của mà không biết tự nuôi dạy con mình,
đi mướn cái con quỷ ngọc trai về để dạy dỗ tụi nó, bây giờ không ra cái đám ôn ngô gì hết trơn á trời à. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy, dì Ngọc Trai rất là thương tụi con. Im đi. Dạ. Em nói cái gì vậy? Em khi bằng dì Ngọc Trai hả? Dạ. Nó khùng nó điên hả? Phải gọi là mẹ Ngọc Trai. Mẹ Ngọc Trai rất là thương tụi con đó mẹ. Mẹ Ngọc Trai, đây mới là mẹ nè. Ủa? Còn cái con Ngọc Trai đó là mẹ mướn, mẹ bỏ tiền mướn nó về làm vú cho hai đứa tụi con, làm bác sĩ riêng cho mẹ. Đó là nói cao quý thôi, còn nói cái từ bình dân mọi người nói là con, nó là con ở đợ đó, hiểu chưa? Mẹ nói làm sao chứ, mẹ chỉ có công có của thôi, chứ dì Ngọc Trai mới là người nuôi dưỡng tụi con. Đúng rồi, dì Ngọc Trai là số 1, mẹ là số 2 thôi. Ý, hình như dì tới kìa chị. Dì. Dì ơi. Dì ơi. À, dì. Dì ơi. Sao gì phiêu theo nhạc gì hơi sao chị coi có chỉnh sửa cái gì có rớt không chị? Từ nó rớt gần hết rồi chứ, nó rớt gì nữa. Chị. Dạ em chúc mừng sinh nhật chị, nói chung là Happy New York. Là chúc mừng đó chị. Chị hiểu. Kệ nó hiểu đại. Kệ đi. Nói chung là năm nay sinh nhật của chị ha, em chúc cho chị mập hơn năm ngoái, sống lâu dài với hai đứa cháu, rồi hai con nó bớt điên bớt xàm cho mẹ nó đừng có khùng. Chứ là cái mỏ lâu lâu tu lại để có gì mà phẫu thuật á, càng ngày càng chỉnh sửa cho tốt, để bác sĩ thẩm mỹ cũng chỉnh cho chị đẹp hơn, để chị được nhiều người yêu hơn nha. Cái thương ghê. Chị tới giờ uống thuốc rồi nè. Thôi bữa nay sinh nhật em né đi, đừng có bắt chị thuốc uống nữa. Thuốc bổ ngày nào cũng phải uống. Trời ơi, cái thuốc này thúi lắm. Em giả vô mặt chết bây giờ nghe. Thôi thôi. Phải uống đi chứ chị mập ra rồi, em cho thuốc bên khơ thị uống cho ốm lại nha. Chị ơi. Nè, mấy má nhai con luôn đi nè, nhai con luôn đi mấy má. Bây giờ vừa phải tôi yêu thương cái kiểu gì đâu mà nó sổ sàng thấy sợ luôn. Hai cái đứa này thiệt á. Thì có nhiều khi mẹ nhìn mẹ dễ sợ, con tôi mà sao tôi dễ sợ. Không lẽ bây giờ đi kho tiêu tụi bay ăn cho rồi, không là chiên mắm me thiệt á. Đừng có nói vậy con, mình kỳ quá. Tại vì em lo cho tụi nó hàng ngày, tụi nó yêu thương em thôi, chứ đừng có ganh tị. Bây giờ tới giờ đi vô ăn rồi mấy đứa, đi vô ăn rồi. Dạ. Vô. Xong rồi đó. Ngọc Trai, sao con chị là cá mà em huấn luyện sao ra cặp chó hay vậy? Cho nó ăn thức ăn gia súc cho chó, nó riết nó vậy đó chị. Trời ơi, thương sao? Cho nó chuyện chị. Thực ra, dạ. Nhiều khi thấy hai đứa nhỏ nó thương em, chị cũng ganh ghét đó. Thôi, nhưng mà đó. Nghĩ cho cùng, bởi vì em thương tụi nó thiệt lòng cho nên tụi nó thương em. Trời cho nên chị cũng phải cảm ơn em. Trời ơi, em không khi thương. Tao thương mày dễ sợ luôn á. Chứ chị nghĩ em không thương chị. Trời ơi, mười mấy năm ở với chị, coi như làm bác sĩ tư, chị lo cho chị sức khỏe, gia đình có ai mà em không lo đâu, em lo hết chứ bộ. Tại chị thương chị là tại vì em hiểu cái cảnh ngộ của chị. Em với chị là hai chị em mình cùng cái cảnh ngộ là bị đàn ông nó ruồng bỏ. Em ghét cái thứ đàn ông mà vô trách nhiệm. Không, chị thì chị bị ruồng bỏ là bởi vì chị xấu quá. Không, cái đó chị ai cũng ta biết. Ta sửa thẩm mỹ mấy lần rồi mà sao nó bỏ, nó vẫn bỏ thôi, hiểu không? Qua gặp bà Thu Hoài đi, bà chỉnh lại. Nhưng mà bây giờ nè, chị muốn hỏi em nè, em đẹp vậy, em gợi cảm gì? Tại sao mà tới giờ này á, em vẫn còn là trinh nữ vậy? Ủa đứa nào đồn em còn trinh bất nhân vậy chị? Ủa chứ em hết rồi hả? Đồ em mất lâu lắm rồi chị. Trời đất ơi, mày ở chung với tao 10 năm mà bây giờ tao không biết gì hết trơn vậy? Em là cái thứ mà cái hàng đập thùng mà đập bấy thùng á chị. Nó đập xong mà nó không dán tem lại đó, chị hiểu không? Trời đất ơi, em lấy chồng rồi mà cái thằng chồng em là cái thằng vũ phu, em mới bỏ nó đó chị. Trời vậy đó hả? Tội nghiệp em lắm, số em khổ lắm chị, em kể chị nghe. Mình là Ngọc Trai đúng không? Ừ. Hàng quý mà, hàng hiệu mà. Ừ. Ha? Mà nó quýnh em mà, nó quýnh như chó chị. Chồng nó quýnh em như một con chó. Còn Ngọc Trai mà nó quýnh như con chó. Ghê vậy? Nó quýnh không còn đường nào nói, nó quýnh mà nhiều khi em buồn em phải bỏ về nhà ba má em luôn đó. Bây giờ thí dụ em về nhà ba má em nè, đứa nào rảnh ra đóng vai ba má cái coi. Vừa về nhà ba má nè. Ba má. Trời ơi, sao ba má em nhẫn tâm vậy? Em bị hành hạ vậy mà còn từ em nữa là sao? Không có, nó quýnh ba má em nhìn em không ra luôn á chị. Trời ơi, nó quýnh em thê lương như vậy đó hả trời? Nó quýnh ba má nhìn không ra, bỏ đi luôn, đâu có biết con mình đâu. Ôi chị thương em quá. Thì đó, xong cái nó quýnh em quá, cái em không ở nhà ba má được, em buồn quá. Em lại quay về nhà. Em vừa về tới nhà, nó thấy em, nó quýnh em nữa.
xong cái em đau quá em không chịu, em bỏ đi, em bỏ đi. Em đi đâu? Em qua nhà ba má em. Qua nữa hả? Ờ qua chứ. Qua hoài vậy? Thì qua chứ có biết chỗ nào nữa đâu mà không đi. Chứ qua nhà ba má em thì không thấy ba má em, tại lúc đó ba má em lại về ngược nhà em kiếm em. Thì không vào vô nhà được, thì em lại phải quay về nhà. Thì vừa quay tới nhà cái gặp nó quýnh em nữa. Ủa mà sao có ba má em ở đó mà ba má em đồng ý để cho nó quýnh em? Tại vì lúc em vừa về tới nhà thì ba má em vừa đi. Ba má em trở lại nhà ba má em rồi. Thì lúc đó không có ba má em, nó quýnh em nữa. Xong cái em đau quá, cái em lại bỏ đi nữa. Đi đâu nữa, đừng nói là qua ba má nữa. Ừ, đi qua nhà ba má đó. Qua nữa hả, đâm đầu chỗ đó hoài vậy? Chứ có chỗ nào đâu đi. Cái em qua nhà ba má em thì vừa qua tới nhà ba má em thì em không thấy ba má em. Ba má em đi đâu? Đi đâu ai mà biết. Thì trong cái lúc em suy nghĩ của ba má em đang đi đâu thì nó qua nhà ba má em để nó kiếm em, nó vừa qua bển gặp em ở đó, nó quýnh em nữa. Mày xui quá rồi. Thì bởi vậy, xong rồi cái mình nó quýnh xong nó bỏ đi về. Cái mình đâu có ngu, mình về nhà mình gặp nó quýnh mình nữa sao? Rồi em đi đâu? Qua nhà ba má nó. Đúng, qua đi. Mình phải qua nhà ba má nó, mình mép ba má nó. Em vừa qua tới nhà ba má nó thì em mới phát hiện là hồi nãy nó không về nhà mà nó qua nhà nó kiếm ba má nó gặp em ở đó, nó quýnh em nữa. Ba má nó ở đó mà đồng ý để cho nó quýnh em hả? Lúc đó ba má nó đang nói chuyện với ba má em. Thì em mới phát hiện là hồi nãy qua nhà không gặp ba má em, là ba má em qua kiếm ba má nó. Thì ba má nó đang nói chuyện với ba má em, nó dắt em ra sau bếp, nó quýnh em nữa. Quýnh như một con chó. Xong rồi cái mình tức quá, mình quay về nhà. Chỉ còn cái nhà thôi. Vừa về tới nhà thì gặp con chó của nó. Rồi sao? Con chó nó làm như nó ghét em, nó vô nó cắn em nữa. Em cắn lại nó. Chị nghĩ sao em con trai mà điểm cắn con chó vậy chị? Em chưa kịp cạp thì nó vừa về tới nhà, nó tưởng em quýnh con chó của nó vô, nó quýnh em nữa. Cái xong em bỏ đi nữa. Đi đâu nữa? Em bỏ đi. Em đi đừng nói đến ba má em nữa nha. Qua nhà ba má cho nó quýnh nữa hả? Đâu có ngu. Em ra tòa. Đúng. Mình phải ra tòa, mình ly dị nó chứ. Chính xác luôn. Em chạy thẳng tới cửa tòa. Chị ơi, em vừa tới cửa tòa thì em thấy nó đứng trước cổng tòa, nó chặn đầu em, nó quýnh em nữa. Nó là con cầu gai, em lấy nhầm con cầu gai, nó bơi nhanh hơn em mới chết chứ. Vậy đó hả? Rồi cuối cùng em không ly dị được nó sao? Làm sao được? Bây giờ em phải dùng chính quyền can thiệp, em thôi, em phải ra công an phường em mép. Rồi sao? Em bơi ra công an phường, em vừa tới cổng công an phường thì chị nghĩ đi. Rồi xong, nó đứng nó chờ em, nó quýnh em nữa. Đâu có được, em vừa tới trước cổng công an phường, em chưa kịp khai cái gì, em nghe đằng sau lưng em một cái khan. Chết mày chưa? Biết cái gì không? Không. Cái tàu Titanic đụng vô con cầu gai bị tàu chết hết người rồi, chết con quỷ chồng em luôn. Con người đưa tin sai, cái tàu Titanic nó làm gì đụng tảng băng. Đâu có đụng tảng băng nào đâu, đụng là đụng con quỷ cầu gai chồng em mà chết hết đó chị. Em nói thiệt, một mình nó mà làm mấy ngàn con người chết là thằng chồng em. Thầy cô giáo dạy sai rồi. Là mới thoát được nó. Đúng đó rồi. Chị thấy cái số của con trai của em nó khổ chưa? Không. Cái gì? Em mà em là con gái. Không, em là con trai. Không, em là con gái rõ ràng đây nè. Em là con trai mà chị đừng có cãi. Tao tức quá. Mày là con gái là con gái, con trai là con trai. Không bao giờ có cái chuyện mà trai gái ở trong này em hết. Là con gái nhưng mà em là con trai, người ta gọi em là con trai gái. Mày điên quá à, tao vừa mới nói xong rồi mày nói trai là trai mà gái là gái, không bao giờ có chuyện mà con trai gái hết trơn á. Chị nghe em nói nè, con gái mà nó không phải là con trai thì nó là con gái, nhưng con gái nó là con trai thì nó là con trai gái. Còn con trai nó không phải là con trai thì nó vẫn là con trai, nhưng con trai nó là con trai thì nó là con trai trai, chị hiểu không? Có hiểu không? Chỗ tài quá mà không biết có hiểu không? Tôi thấy nó cái nói mặt một hồi là bị bại não luôn à. Tôi thấy cái môi bà thề ra là tôi biết bà không hiểu rồi. Không hiểu. Bây giờ tôi giới thiệu lại nè, bây giờ thí dụ như con gái mà nó là con trai thì nó là con trai gái, mà con gái mà nó không phải là con trai thì nó vẫn là con gái. Con trai mà nó là con trai thì nó là con trai trai, nhưng con trai nó không phải là con trai thì nó vẫn là con trai. Nhưng mà con trai mà nó là con gái thì nó là con trai gái, chị hiểu không? Hình như mình càng giải thích nó càng khó hiểu hả chị hả? Cái lần sau là nó khó hiểu hơn cái lần trước. Là bởi vì em bây giờ nói... chị hỏi tới đâu em trả lời tới đó đi cho nó dễ đi. Thì bây giờ chị nói em nè, em là con gái. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Em không phải là con trai. Đúng rồi. Cái đó rõ ràng như vậy, cho nên là ví dụ em đã nói em là con gái thì em phải nói em là con gái, em không cứ nói em là con trai được. Ừ. Tuy nhiên bây giờ em cứ nói em là con trai gái, nửa này nửa nọ làm sao người ta biết em là cái giống gì? Đó đúng nhờ không? Chị nói nó mới rối hơn đó chị. Dạ. Thôi bây giờ kệ bà, nó đi, con trai là con trai, con gái là con gái, mà con trai mà là con gái thì là con trai gái, mà con trai nó là con trai thì nó là con trai trai, mà con vừa trai vừa gái thì nó là con BD, đừng có hỏi. Đừng có hỏi gì nữa hết mà. Đừng có rối quá. Chị, em nói chị nghe nè, bữa nay sinh nhật của chị á, là em đã theo lời chị nha, em mời hết đại dương rồi đó. Mà tại sao chưa đúng có hai cái tên là chị không mời con cá nóc với là con cá đuối, em không hiểu tại sao. Không, chị ghét lắm. Sao vậy? Chị thù, chị nói thiệt với em, cuộc đời gì? Của chị chị thù nhất là cái con cá nóc. Cái thứ nhì là con cá đuối. Bạch tuột luôn. Cái gì vậy? Good boy.
vậy? À, tại sao vậy? Nè, tại sao vậy? Cái gì vậy má? Tại sao lại rờ những cái chỗ hiểm nguy của phụ nữ như vậy? Không thấy được. Nè, cái gì? Cái con cua lột kia đi đâu vậy? Cái gì? Đâu có ai mời đâu mà vô đây cho cua lột. Cua lột gì? Thì giàn khè nè. Chứ ông là ai vậy? Cá đuối. Cái đuối gì mà giàn chạch vậy ba? Có cái gì đâu, nó ngâm thuốc tẩy nhiều quá thì nó giàn chạch ra thôi. Bà tào lao vừa thôi, cá đuối là ngâm thuốc tẩy bà nội. Sống ở khu nhiễm phèn nên hơi vàng. Đi đâu vậy? Hả? Ai mượn đến đây vậy? Sinh nhật người ta có mời không mà dắt cái mặt đến đây vậy? Bà không mời, bà đã nhỏ nhỏ thôi. Bà làm như festival biển ai không biết mà tới. Mà tự nhiên ai mời qua đây vậy? Anh là ai vậy? Anh cá đuối hả? Trời ơi, cá đuối là cái thứ chị ghét đó. Đi nè, tôi nói thiệt với ông á hả? Gì? Bởi vì mỗi lần mà tôi gặp ông một cái á là thiệt máu tôi muốn trào lên vậy đó. Tôi nói máu nào trào nổi với mỡ này. Đó, thấy chưa? Tôi không mời ông là bởi vì cái căm thù ông. Bởi vì ông là cái loại mà tham phú phụ bần. Tại sao ngày xưa ông bỏ tôi đi? Bởi vì ông chê tôi nghèo, đúng không? Xin lỗi bà, cuộc đời tôi không bao giờ chê bà nghèo mà bỏ đi. Vậy tại sao ông bỏ tôi? Mập. Thế chứ hỏi chi cho nhục chứ trời. Có những sự thật chị đừng có nên biết. Kệ, biết một lần rồi thôi, chẳng thà nhục một lần đi. Mẹ này mẹ cãi lì thiệt. Bởi vì tôi nói thiệt á, tôi gặp ông là tôi trào máu, tôi nói thiệt á. Cũng hên cho tôi à, cái thằng cha cá nóc á, không có mặt ở đây chứ không thiệt á, tôi tức chết đi à. Khỏi cần nhắc. Hả? Ta tới rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đào hoàng con bạch tuộc đâu rồi, sao không tiếp nên. Để ta đứng đợi mỗi giờ qua đi. Chào anh đuôi. Chào nóc. Con kia mày là con chi, đi đâu mà gái không, mau khai họ tên ra. Không thôi một lát tao điên tao lắc cái. Bạc bạc bạc, mày là ai? Nói. Ta hỏi người mới đúng. Con gì vậy? Hả? À, nhớ rồi. Xin chào, Sòi Dương. Trời ơi. Trời. Sống, ở sống với đại dương bao nhiêu năm mà không phân biệt con Sòi Dương với con Sòi khác hả? Con gì vậy? Sòi Long. Hả? Tao giả vô mặt mày nghe tao ngọc trai nha mày. Tao hàng hiệu cái tụi mày đẩy tao xuống quán ốc dưới hè 25.000 dĩa không à. À, tôi chào lại. Chào Sò Long, cái mông Sò Quyết. Trời. Vậy nó mới chịu. Cái mở cái nó đi, bây giờ ta không cần nói. Ta không cần gặp ngươi. Ta gặp cái người ở đây. Con bạch tuộc đâu? Con bạch tuộc quỷ quái đâu? Anh ra ơi đây. Ra anh đây nói chuyện đàng hoàng, phải tay. Trời đất ơi, ta kêu mày nãy giờ mày không thấy hả? Đồ đồ cái thứ cái nóc lai ngựa. Bạch tuộc thì sao? Bạch tuộc năm xưa à? Bị sình sao bự vậy? Trời ơi, sinh nhật người ta qua làm cái gì nói điên nó khùng. Sinh nhật qua đây không có ăn, tôi không có đói, tôi không có đây giữ cái tiệc ăn. Qua đây tôi đòi lại công bằng. Công bằng gì? Công bằng gì? Hỏi bà đi. Tại sao bây giờ bà hoành tráng, bà búng dồi, bà tuột ra tất cả đại dương, bà thu tóm hết. Đất ai bà cũng thu, đất ai bà cũng chiếm. Em hiểu rồi, có nghĩa là ông này có một cái đảo, ông này cũng có cái đảo. Đó. Cái từ ngày cái resort của mình mọc lên, cái chị xây lấn qua bên đảo của mấy ổng. Rồi giờ qua kiếm chuyện đòi đất, cái chị hiểu không? Bà nói đi, tại sao bà cướp đất? Bây giờ tao cướp đất rồi, bây giờ mày làm gì ta? Bà... Nè, bây giờ tao đứng yên thì mày làm gì ta? Mày làm ông lên tiếng đi, tại sao mà đất của ông cũng bị cướp mà ông làm thinh? Ăn không hết cũng là thịt ở đâu mà lên tiếng. Mày giải quyết cái vụ đất đai này cho tôi. Không thì tôi kiện bà ra tòa án đại dương. Bây giờ tôi nói cho mấy người nghe. Nói cái gì? Tôi cố tình tôi cướp hòn đảo của mấy người đó. Thì bởi vì tôi muốn mấy người phải có trách nhiệm đối với giọt thì... máu rơi của mình. Ủa, cái gì? Máu nào rơi? Bây giờ cái cặp song sanh của tôi đó chắc chắn là con của một trong hai người. Hiểu chưa? Mà nếu mà xui lắm á, thì là mỗi thằng đứa. Bây giờ tôi phải cướp đảo về tôi lấy của tôi nuôi con tôi chứ. Tôi có công mấy người phải góp của chứ. Vô quan, làm gì có chuyện đó vậy? Làm gì? Bây giờ nè, nhớ lại đi cái ngày định mệnh của ba đứa mình. Đêm đó, ngày 15 tháng 1 3.000 năm trước công nguyên, đuối anh có nhớ là lúc đó trời không trăng không sao? Đúng, tôi còn trời... nhớ khoảng thời gian đó mà. Thời gian đó là thời gian tôi động đực. Nói là thời gian đi tìm bạn tình đi. À. Thời gian đi tìm đó. Ừ. Cái văn của anh đó thiệt đó. Đây nè, anh có nhớ không? Cái đuôi của anh á đi ngang nó bá vô cái xúc tu này, cái hai cái nó quấn lại vậy. Nhớ chưa? Đó, có con là cái đoạn đó đó. Vô lý.
nhớ cái thời gian đó chỉ có 1 phút rưỡi làm sao có con được. 1 phút rưỡi không đủ, 1 cặp song sanh ra đời rồi, 2 đứa đuối con là con của anh đó. Trời ơi, tôi nhanh như gà vậy hả? Ai biết. Vậy là không dính chứ bà. Trời ơi, không thể tin được. Một con đuối nhỏ xíu mà. Trời ơi, lấy con chà bá vậy hả? Vậy là ông bị bả gài đêm đó. Còn tôi không có bằng chứng. Tôi không có giọt máu nào nằm trong cái giòi bả hết. Nhớ đi. Nhớ cái gì? Bữa đó đứa nào núp lùm ở trong khe đá. Trời ơi, tôi nhớ mà. Bữa đó là trời bão, tối đen như mực, biển động. Tôi bò vô kẹt đá, tôi trú. Tôi nhớ tôi còn 5 cái bụi san hô. Tôi trú, không có ai ở đó hết. Đây nè, đó là cái xúc tu thứ 7 của tôi đó. Không hiểu quá vậy. Thôi mệt quá, nói chung là có con rồi đó mấy má ơi. Ôi. Mà tôi nói cho hai người biết luôn nè, lúc đó sở dĩ tôi không phân định được á, ai là cha của tụi nó, bởi vì á là một lượt hai thằng luôn đó. Thằng bờ đông, thằng bờ tây quất một lượt hai thằng đó. Làm sao tôi thấy ông? Tôi đâu có thấy cái đuổi đâu. Không thấy sao được, kiểu không thấy vậy. Sao thấy được? Bây giờ bà chị tôi bỏ mập như vậy, một thằng bên nằm bên này cái dồi quận 7, thằng nằm bên cái dồi Bình Thạnh chính giữa dồi, không ai thấy ai mấy ông nội. Bữa đó là biển vắng đó, bà mới làm hai người cùng một lúc đó. Chứ biển mà động động đông đông chắc bà làm 16 đứa một lần được. Xin lỗi bà Sòi Điệp, cho tôi nói. Bây giờ dù có xảy ra đêm đó, nhưng mà mình ở dưới đại dương mà lỡ rồi, vui vẻ qua đường thôi, có gì đâu. Có gì đâu, có thắc mắc. Đồ đẻo cán. Tại sao qua đường với người phụ nữ như thế này được? Anh cũng vậy.